quyền năng của Chúa lạ ở chỗ đó là cô ấy đáng lý là cô không có đến giao điểm đâu, nhưng mà rồi lại đến ra dưới chợ Sài Gòn. Một là đi dạo, đi chợ Sài Gòn. Hai là xuống giáo điểm tin mừng. Thường lựa chọn là người ta đi Sài Gòn hay là xuống Nhà Bè? Sài Gòn thôi. Chủ nhật mà sáng đi dạo, đi chơi. Vậy mà Chúa lại đánh động bằng cái lành lực cho một cái ông già, cho một người khách bộ hành, nói là xe buýt 72 từ Bến Thành sẽ đi ngang qua giáo điểm tin mừng, vì đây là trạm cuối rồi. Chúng tôi thấy rằng ngay việc mà chúng tôi về đây giáo điểm tin mừng ở Nhà Bè này có phải là cái bàn tay của Chúa, bàn tay của Chúa để tạo cái điều kiện tốt nhất cho anh chị em từ Sài Gòn chỉ việc đón xe buýt 72, nhắm mắt ngủ một giấc là đến gần đến trạm cuối rồi. Nếu mà có lỡ đi đến cuối trạm thì chỉ cách đây có một cây số đi bộ lại cũng không sao, thấy không ạ? Cho nên có phải là Chúa sắp đặt chưa? Khi mà chúng tôi về đây, chúng tôi đâu biết là có xe buýt 72 đi về tới đây. Và bây giờ thì như chị ấy nói, cứ ra xe buýt 72 là người ta kháo láo nhau là xe buýt 72 là về Nhà Bè, về Cha Long, về giáo điểm tin mừng, về lòng thương xót. Ta thấy một cái điều mà Chúa đang nói là triều đại nước Thiên Chúa đã gần kề. Cho nên mỗi người chúng ta phải làm cái công việc đó là đi loan báo cho mọi người. Ở bến xe buýt cũng đi loan báo được, một cái ông già nhà quê cũng đi loan báo được, một người khách bộ hành cũng đi loan báo được. Và người bên nước Áo về mà muốn đi lóng nháo không đi đâu được, mà phải đi đến Nhà Bè để làm chứng, chứ không phải là ở bên Áo về rồi đi về đây, đến đây mà đi lóng nháo. Mà thấy chưa? Cho nên là chúng ta thấy đường lối của Chúa lạ lắm. Và mỗi người chúng ta phải làm cái công việc đó. Không làm, Chúa bắt làm, Chúa lôi cổ về đây làm cho bằng được. Để chị không biết gì đâu, và tự nhiên bây giờ về chạy đến đây trong vì chồng vẫn chưa biết là vẫn còn đang trộm chồng mà. Mà chúng ta thấy chuyện của Chúa làm vô cùng kỳ diệu đó. Và cái người chồng ấy ngày xưa không tin, cho rằng mê tín, cho rằng dị đoan, cho rằng đọc kinh gì mà nhiều thế, sáng trưa chiều đều Chúa không nghỉ hay sao? Một ngày mình ăn mấy bữa? Ba bữa. Có kêu nhiều không? Tại sao đọc kinh sáng chiều tối lại bảo là nhiều quá? Người ta không sống bằng lời Chúa mà còn sống nhờ cơm bánh, đúng không? Đúng. Người ta không sống nhờ cơm bánh mà còn sống nhờ lời Chúa, còn sống nhờ của ăn thiêng liêng nữa, chứ không phải chỉ của ăn vật chất, mà người ta chỉ dừng lại ở của ăn vật chất thôi. Mà cái vật chất này nó đang qua đi rồi mà cứ bám lấy nó, Chúa không cho phép đâu. Cái người cứng tin như vậy đó, cái người mà cười nhạo như vậy đó, Chúa làm cho chính người vợ của mình được hai ơn nhãn tiền. Và hôm nay là cái ơn thứ ba Chúa đưa chị đến đây để người chồng xác tín vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Bây giờ bà cứ đứng đây, tôi cũng chả biết bà muốn là gì nữa. Bà lên đây. Bà muốn gì? Dạ, con lại cha là con là Bình Lương, là thơ ông bà. Chờ, là thơ ông bà mà. Bà tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ, 80. Thưa anh chị em, đây là một người đạo thờ ông bà 80 tuổi. Bà tên gì, ở đâu? Dạ, là thờ Lộc Thuận. Dạ, mà theo chồng, mới theo chồng. Mới theo chồng. Lấy chồng năm mấy tuổi? Dạ, lấy chồng khi là 18 tuổi, mà con có bỏ chùa là 10 năm. Mà con là tới đấy là con cầu xin cha về là cộng đoàn để giúp đỡ cho gia đình con. Chứ con có hai thằng con, mà một thằng là có như là hành giống như hành cực mạc là cái hành đi trong lệ trong lạc đi trên. Mà con còn lên đây được áo là con lên càng chỉnh lên rồi, mà con thưa với cha và cộng đoàn giúp đỡ cho gia đình con. Trong gia đình con về từ hoàn nạn quả chữ, một thằng thì bị đau bên cúc, một thằng thì hắn đi chậm đệ chậm lạc. Nhưng mà con khuyên nạn quả chữ, mà trong con chết là khi con 35 tuổi thôi. Chồng chết, bà lấy chồng năm 18, rồi đến năm 35 thì chồng chết. Được mấy đứa con? Dạ được ba đứa. Khi thì là ở bên Nam Đông thôi, mà mời qua đây là về đây là bỏ bên hệt là về đây là theo cha đây, về theo giả sử đây, cho bên nó không có cha. Dạ. Bây giờ bà về đây? Dạ, con hơi khó nghe, người cuộc tình. Mà con ở bên đó là con bảo đào 10 năm, con về con vất hết con về đây.
con về đây con để con theo cha ở đây, theo cha thuần lấy đạo thuần nông thuần. Rồi bây giờ bà đang ở giáo điểm này. Dạ. Bây giờ bà muốn theo đạo. Dạ theo con theo đạo lâu rồi. Mà nếu là con ở năm đông con bảo đạo 10 năm. À thì ra là như vậy. Bà là gốc và đạo ông bà, xong rồi lấy chồng, rồi mới theo chồng, rồi theo đạo. Nhưng mà rồi thì bỏ đạo. Bây giờ bà muốn quay về với đạo. Bà đến giáo điểm tin mừng này. Dạ. Hallelujah. Và bây giờ bà muốn đến đây là để cầu nguyện cho một thằng, ba thằng con trai, một thằng thì bệnh gút, hai thằng, một thằng bệnh gút, còn một thằng thì bỏ đạo. Hả? Dạ, một thằng không đủ 10. Một thằng không đủ 10 là nó gì? Hàn mát á. À mát là không đủ 10. À, có chừng mấy người không đủ 10 hết đó nha. À, không đủ 10 rồi, đây người tăng à, một thằng thì không đủ 10, còn thằng thì bỏ Chúa. Dạ. Dạ. Dạ, lại ra về qua đàn con là cầu xin trái cho mình và cá đoan để giúp đỡ đó gia đình con khó khăn. Rồi, đây gửi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng nhé, để bà nghe nhé. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi, chúc nữa tặng cho bà mấy thùng mì bà đang phải ăn nhé. Thích không? Dạ, cảm ơn cha chưa? Xin Chúa chúc lành cho bà một